Mời các bạn đến với thương hiệu đèn sưởi nhà tắm Hans. Các bạn đã nghe thấy sản phẩm đèn sưởi nhà tắm có tích hợp chức năng thổi gió nóng chưa? Ngay bây giờ hãy cùng tìm hiểu về sản phẩm đó qua mã sản phẩm đèn sưởi nhà tắm chính hãng Kottmann K2BHWG nhé. Như các bạn thấy thì bề mặt của sản phẩm đèn sưởi nhà tắm Kottmann này được thiết kế rất là sang trọng và hiện đại, với bề mặt là màu vàng và ở giữa thì có hoa văn rất là tinh tế. Và như Linh Trang đã giới thiệu ở đầu thì đây là sản phẩm đèn sưởi nhà tắm có tích hợp cả hai chức năng, một là chức năng sưởi ấm bằng bóng sưởi và hai là chức năng sưởi ấm bằng quạt sưởi. Và dòng sản phẩm này thì cũng rất là dễ để các bạn có thể sử dụng, đó là sử dụng một bộ công tắc ở ngay trên bề mặt của thân đèn. Khi mà chúng ta kết nối nguồn của sản phẩm đèn sưởi nhà tắm với nguồn điện thì các bạn sẽ bật sản phẩm đèn sưởi nhà tắm này với nút on off đầu tiên đây. Tiếp theo thì như đã giới thiệu thì các bạn có thể sử dụng sưởi bằng hai bóng đèn và cũng có thể sưởi bằng quạt sưởi. Và các bạn lưu ý là còn có tích hợp cả chức năng về quạt thổi nữa. Đây là Linh Trang vừa bật chức năng quạt thổi. Sau đó thì có hai bước để cho chức năng quạt sưởi, đó là chức năng thứ nhất. Chức năng thứ nhất thì có công suất là 775W. Và nếu các bạn muốn ở cái mức quạt sưởi này với công suất lớn hơn thì các bạn có thể sử dụng đến cái chức năng thứ hai, đó là chức năng quạt sưởi với công suất là 1550W. Và bóng của sản phẩm đèn sưởi nhà tắm này là bóng hồng ngoại vàng, như các bạn đã nhìn thấy ở đây. Và với sản phẩm này thì các bạn có thể rất là phù hợp với phòng tắm mà có diện tích khoảng từ 4 đến 8 m2 đấy. Ngoài việc có chức năng sưởi ấm bằng bóng đèn hay là quạt sưởi thì đây cũng là một thiết bị để có thể trang trí thêm cho không gian phòng tắm của các bạn thêm sang trọng và hiện đại. Vì vậy trong mùa đông này thì đừng quên lựa chọn sản phẩm đèn sưởi nhà tắm Kottmann K2BHWG nhé. Sản phẩm này có thời gian bảo hành lên tới 3 năm, bảo hành chính hãng và có giá bán lẻ là 1.340.000 đồng.